trên sông nước miệt vườn đến chào quý anh em ha. Quý anh em có chung cái đam mê về sông nước ha, chạy lại cano chạy trên sông nước. Và video mình chào quý anh em và cũng chúc quý anh em xem video của mình ai cũng có một cái cuộc sống vui vẻ ha, làm ăn được suôn sẻ nha. Này là cái cây sợi thủy tinh, này là keo nhựa nè, nhựa composite. Nó sợi thủy tinh mình lấy ra nè để làm cái nền rồi còn dư lại á. Này là cái chiếc xuồng bo bo ha, 4m9. Đó, cái mẫu xuồng bo bo nè, tại cái mỏ nó nhọn ha. Đây cái nền làm được nhiều rồi đây. Ở phía dưới mấy con bù lon này nó có cái nẹp sắt ha, mình sọt hai con bù lon vô, dựng hai con bù lon lên. Cái chiếc xuồng bo bo này chiều ngang nó được cái lái nó được hơn 80cm rồi nè, chính xác là như 84. Này của Hiếu Toàn nhưng mà đưa về cái đại lý Nhật Phát ha, ở Phong Điền gần cầu Tây Đô mình nè. Sơn xong mình phủ sợi nhựa rồi xong á, cái mình sơn cái màu nó vô. Cái màu này cũng composite nha nè, bằng nhựa composite để màu vô sơn cho nó. Đây lắp cái này, cái động cơ nó đây. Máy ba xi lanh ha, không turbo. Đây 3T63 12 HP, tua 2.7 đến 2.9. Máy này máy nghĩa địa ha, của chủ người ta mua gửi đến, nó còn cánh quạt trắng nữa. Đây chiếc này 4m9 rồi nè, chiếc này lắp động cơ Mitsubishi 4D56 ha, có gắn mấy cái đồng hồ đo tốc độ rồi đo tua nữa, đầy đủ, có ghế ngồi đồ. Chiếc này xong hết rồi, chỉ là đem xuống đây gỡ cái hộp số đồng tua ra thôi, bây giờ chạy đời ghét rồi nè. Cái này người chủ người ta sơn phết lên đẹp ha, máy cũng sơn, sơn trong sơn ngoài hết, sơn luôn chiếc cano. Này vô được cái dàn gỗ nè, dàn nền. Chưa canh ha, đang mới gá máy vô thôi. Chưa có dàn cầu chưa làm. Quay dính một phút đó, đang thử cái gì thế, phải ngồi lái như thế nào vừa để gắn cái lái ở giữa cano ha, chứ không có ở cái xuồng cano, chứ không có ở phía trước ha. Còn đây cân nền xong rồi, giờ đưa cái máy ra ngoài để sơn cái nền nè, tiếp ráp đi. Nóc hết nha, nhưng mà chơi này chơi lấy dây cáp dây luộc gì cũng được hết. Đây chung dịch K10 hả? Ừ, đựng nóc luôn cho đựng xét. Này muỗng nước ha, ống
thì nóc hai cánh. Bạn biết mấy phát không? Mới kéo đò thử rồi nè, hai tấc tư đường kính nữa nha, hai cánh hai tấc tư. Tiếng Việt Kubota 3T63. Vỏ lãi mấy em 8m1, vỏ này của Hữu Vui nè, chạy cái Mitsu chở hàng chạy cái ghe ha. Rồi tiếp tục hôm nay cái vụ lăng xong rồi nè anh em, vụ lăng làm xong rồi. Lần này có mấy ổ rùa kết cấu gì đó, mấy này đơn giản mà mấy anh em biết mà. Nhưng mà ở đây xài cái sợi dây này ha. Sợi dây này không biết kêu sợi dây gì luôn. Bên ngoài vỏ như dây gân nha nó. Hai bên có hai cái gồng gọc ha. Ở bên trong nó có cái cọng cáp thép á, cọng cáp thép bên trong này nè, bên ngoài nó áo lại giống như là sợi dây gân nha. Này ổ khóa đề tắt mở, hôm nay nhìn thấy chắc chắn. Một cái ghế ngồi. Có thấy rồi. Bên trong này nó có cái lỗi thép đó nè. Mấy chỗ đó chưa chào bóng nữa kìa. Mấy mối hàng. Trên chỗ cái thùng xanh xanh có cái bình đó. Không, không có bình, bình nó có hết. Thấy không? Chuẩn bị dầu nhớt. Tủ có bình nhớt đó. Đầu đưa xuống chạy thử nè. Nhớ trong can còn á, khỏi quay ra. Mấy cái vòi này dễ thay nhớt nè. Xả ngọt này ra cái này thay được mình vậy. Đưa cái máy hút vô. Bị hạ thủy rồi nè. Xuống đua với chiếc này nè, ba máy đua với bốn máy luôn. Máy chút ép mà mình chạy mình dám đua vậy mới dữ ha. Đây có mấy sợi composite, sợi thủy tinh. Sợi đó để mình làm nền nữa, hay là mình trong quá trình mình sử dụng ha, vỏ lãi cano là
nó có bị hư bể gì á, mình mua keo với sợi con bu xít này nè, mình giá lại cũng dễ mà, hư chỗ nào giá chỗ nấy. Mày đẩy xuống nha, chiếc nhỏ mà đẩy xuống. Bon lại cho chân vịt đựng tuột ra nè, chắc ăn. Gần đây YouTube nó có phối hợp với cái Shopee đó nè, bán hàng trên không gian mạng á. Mà cái Shopee thì anh em biết rồi đó, nó có hồi nào giờ nha. Giờ YouTube với Shopee nó phối hợp nha, nó làm để mà những người đăng video như mình vậy nè, mình kèm cái sản phẩm vô. Thì trong kinh mình có kèm mấy cái phụ kiện cho vỏ lãi cano máy âm nữa ha, ví dụ như là cái vô lăng chân vịt đó, mấy cái trắng nước này ha, hay là mấy cái sợi thủy tinh này nè, rồi nhựa composite chân vịt, rồi mấy cái đồng hồ. Như cái chiếc này thì không có gắn đồng hồ, chiếc này không có gắn đồng hồ đo tốc độ này ha. Thì có gắn đồng hồ đo tốc độ thì trong cái cửa hàng mình có liên kết á, mấy anh em vô đó tìm hiểu coi cái nào thích thì mua về gắn vô vỏ lãi cano rồi chạy chơi. Mình vô trong cửa hàng Shopee thì nó có đủ thứ hết nè, vô đó tìm hiểu thêm ha, nó còn nhiều cái sản phẩm ở trong đó lắm, cái gì cũng có. Anh em tìm mà ví dụ không được thì cứ liên hệ số điện thoại trên màn hình ha, gặp Thái nó tư vấn, rồi Thái ví dụ anh em mua thì Thái nó gửi cho anh em. Đang đưa xuống chân vịt này, hai tấc tư nè, chân vịt của 3T63, rồi mấy cái vỏ hàng cũng có ha, anh em vô đó kiếm không có thì cứ gặp Thái hoặc là gặp những anh em ta bán chuyên bán chân vịt đó, mình nói cái vỏ mình mấy mét rồi cái máy mình bao nhiêu, người ta đưa mình chân vịt thích hợp à. Còn nói tắt thì tùy theo cái người sản xuất chân vịt nữa. Có người thì sản xuất cho cái máy ví dụ như 3T63 này đi, có người thì làm cái chân vịt 2.4 vậy đó, có người nó làm có 2 tấc, có người nó làm lớn hơn ha. Cho nên là các hãng nó làm cái kích cỡ khác nhau, mình chỉ muốn mua cho chính xác thì cứ hỏi vậy đó. Nói là cái máy tôi chạy cái vỏ vụ 49, cái máy tôi máy 3T63, thì cái người bán người ta đưa cho mình chân vịt thích hợp mà, chứ đừng có nói tắt ha. Đây nói tắt nó nghe chơi thôi, được xuống đấu với cái 4 máy. 3 máy mà đấu 4 máy thua là chuyện thua bình thường, mà thắng mới là thắng phi thường. Ba tê xong ba tê ghim nè nha, chưa có động chạm gì vô máy ha, mình chạy thử trước một cái coi sao.
chạy thử nè, xuống dầu bọng chưa test thử luôn nữa. Chủ làm để đi giăng lưới. Máy ghiên chạy nghe tiếng hiền khô ha. Với bồ ấm nghe bồ nước nghe tiếng nó cũng ấm. Không có ồn không. Chạy đi giăng lưới rồi chơi. Tính nữa canh chỉnh thêm á. Ngồi chạy thể ghê ngồi chạy phải ghê. Là như nặng hả thôi. Nghe chân dịch là như nặng á. Hả? Cái máy nhỏ mà nhỏ người ta chạy vậy thôi. Để nghe tiếng thì có hiền khô à. Nó nhỏ nhưng mà mình chờ mình gỡ cỏ rồi giả sử ha, nó vẫn được ha nè. Không có gì đó, mình ngồi mình khòm vậy đó, mình gỡ cỏ. Nhiều khi anh em thấy chiếc nhỏ quá, anh em nghĩ chồm ra sợ nó chìm rồi nó vô nước nữa đó, nó vẫn được đó. Đang tháo chân vịt canh chỉnh thêm. Chỉnh cái chân vịt lại. Mình thì cũng không biết nặng nhẹ ha. Chạy thử thì nó mới biết. Mình coi thì không biết. Chuẩn bị vệ sinh đó. Trong thời gian chờ đợi canh chương dịch. Không bơm kìa, đè bơm xuống.
thì sao chứ? Tao câu cổng mà bên nào chạy chứ. Ừ, bên nào không chạy. Ủa rồi, trắng là cổng. Chỉnh cho bơm luôn. Trời xong con bẻ cái móc câu luôn đi là dính chi vậy? Ghê luôn mà bẻ bẻ rồi nó hút hết. Sống câu gì những gì ạ? Cứ thả đi. Đâu có phao đâu, mình gắn thêm cái phao tự động mà có nước nó tự bơm rồi mới gắn cái chân sửa sơ cái chân vịt rồi đưa vô chạy thử rồi nè. Thử cánh chừng dịch này coi như thế nào nha. Mới vệ sinh nó sạch sẽ rồi nó ướt nó lạnh hơn vậy. Im hơn nãy. Cánh này thấy im hơn cánh nãy anh không? Thử cánh nào ổn. Cũng phải đập sữa ha. Nặng quá mình nhả nước bớt. Nó còn nhẹ thì mình lấy nước thêm. Canh chỉnh mà. Thôi video cũng dài rồi, mình kết thúc cái video này ở đây đi. Quý anh em đón xem những video sau ha. Chúc quý anh em mình có một buổi tối vui vẻ. Thấy im hơn nãy á. Đi hơn không? Đi hơn á.